Rồi, xin chào anh em đang xem video của Bộ Copy Channel. Thì như đã thông báo thì cái shop Bộ Copy qua mình đã hoạt động trở lại. Và anh em có thể mua hàng đặt cá trên đó. Anh em nào mà chưa biết cách thức mua cá trên Shopee như thế nào thì có thể xem cái đường link phía dưới mình có để. Theo cái thông báo, cái tin vui cho anh em đó là cái phần lì xì đầu năm mình sẽ diễn ra tiếp tục vào ngày mai, gia hạn thêm một ngày nữa cho anh em. Bởi vì có nhiều anh em nói là thứ bảy gần này vẫn còn ở dưới quê chưa có lên đó, cho nên ngày mai ngày thứ hai mình vẫn cho anh em lì xì cho anh em đó. Trời ơi, chơi lớn luôn mà sợ gì, thì cái gì anh em cần thì mình sẽ đáp ứng cho anh em đó. Thì ngày mai vẫn có lì xì cho anh em đến mua. Thì thông tin của chúng ta là mỗi đơn hàng trên 100k thì một người, mỗi khách hàng sẽ được bốc thăm một lần. Thì để cho công bằng thì những anh em nào mà mấy bữa rồi qua thì ngày hôm nay qua vẫn được bốc lì xì như bình thường. Rồi gì nữa ta, thì cá mình vẫn lên cá rất là nhiều chỗ, cá rất là nhiều loại, có một số loại lên không có chỗ thả luôn. Thì đầu tiên thì mình cũng lời chúc và lời cảm ơn rất chân thành đến tất cả anh em mà những ngày qua đã ủng hộ mình, mặc dù mới đầu năm, mới Tết vẫn còn chưa hết công chuyện rồi vẫn lụng bu, nhưng vẫn ủng hộ shop Bob Copy thì mình rất cảm ơn mọi người. Thì thêm một cái đó là beta đợt này bên mình xuất ra cái lô đầu năm rất là rẻ và tuyệt đẹp luôn, đó là những con cực phẩm. Thì nếu như anh em cứ tham khảo ở những chỗ khác thì mình đăng con beta này lên Shopee luôn rồi, anh em có thể xem cái phần beta hắc môn đó sẽ là những cái con mình sell đợt này. Những con đó nếu mà anh em tính về giá trị là 400-500-600 vẫn có, tùy thôi, là tại cái mức giá beta của loại này thì nó phong phú lắm. Beta là nhìn mỗi con mỗi cá thể nó khác nhau, cho nên nó khác với copy, nó không có đồng nhất một thể. Thì mình sẽ sell đồng giá 100k con hết và nhân dịp này thôi. Và bữa giờ cũng sell gần khoảng 200-300 con rồi, thì tầm khoảng hết 500 con là mình sẽ ngưng. Cho nên anh em tranh thủ, nếu mà thấy ok, thấy ưng hàng beta thì mua, rất là lời. Đó, chỉ 100k thôi mà sở hữu con beta cực kỳ đẹp luôn. Mình nói cái chắc các bạn là hàng đẹp, hàng chất lượng. Rồi vậy đó ta. Thì cá mình về rất là nhiều rồi. Hiện tại thì nói chung là anh em nào qua shop cũng thấy đó, khách hàng và cá về nói chung là mới đầu vẫn còn lụp chụp lắm. Mình không có thời gian cũng như là quay clip đầy đủ cho anh em xem thì anh em thông cảm giúp mình. Thì anh em có thể tham khảo qua clip hình hôm qua, hôm kia mình có quay một số loại cá. Trên đó vẫn không có đủ cá đâu, tại vì bên mình có 40-50 loại bảy màu lận. Thì thông cảm giùm mình. Đó, còn nếu anh em có thể tham khảo các loại nữa thì xem những video trước của mình, nó cá thì chất lượng nó vẫn ok như vậy. Nói chung là giá trên Shopee thì nó có sẵn giá. Những cái mặt hàng như Shopee có sẵn giá, thì anh em xem giá đó ok nghĩ anh em mua. Giá trên đó là mình đã kèm theo khuyến mãi cho anh em rồi. Và đặc biệt mình sẽ thông báo một phần cho anh em là những đơn hàng trên Shopee đó, thì sẽ có những đơn hàng được may mắn được tặng thêm một phần quà. Đó là một cặp cá đến từ vị trí của mình. Thì cặp cá đó là gì thì ngẫu nhiên thôi. Sẽ có những đơn hàng may mắn được tặng, thì để cảm ơn anh em ở xa ủng hộ mình. Và mình nhắc lại là đặt hàng trên Shopee thì mình sẽ không có bảo hành cho anh em. Mọi thất thoát hoặc là mọi cái trục trặc á thì bên mình sẽ gửi tặng bạn lại một phần vào đơn hàng kế tiếp. Đó, chỉ vậy thôi. Mình đã nói thẳng luôn vậy cho dễ dịch, giao dịch ban đầu dễ hơn. Cho anh em mà muốn bảo hành thì anh em mua chuyển khoản tại shop thì bên Bốc Gấp Bì bảo hành 100% cho anh em đó. Tại sao lý do anh không bảo hành, nói chung là lý do ship trên Shopee nó rất là nhiều. Cái đầu tiên là người thiệt thòi là bên mình rồi, nếu như mà ship hàng đi hàng mất bên mình cũng chịu, ship hàng đi khách hàng không nhận trả về thì chắc chắn là hàng mình chết. Cá mình mà đóng đi đến tay anh em là nó đã rất là ok rồi. Tại vì một phần á, khi mà mình ship hàng đi á, cái đường đi á, cái lượt đi á rất là nhanh, những cái lượt trả về cả tháng, nhiều khi cả tháng mình chưa nhận được cục hàng nữa. Đó, vấn đề là như vậy. Thì thủ tục bên Shopee nó trả hàng phức tạp lung tung lắm.
mình ship đi thì rất là nhanh gọn, nhưng mà lúc mình trả hàng về nó thì thời gian rất là dài, chắc chắn cá mình không thể bảo hoàn được, cho nên mình ship code, chấp nhận ship code, ship Shopee cho anh em. Thì là bên shop mình đã chịu một phần thiệt thòi rất là lớn như cái khoản đó rồi, nên anh em nào muốn hiểu và ủng hộ mình thì mình cảm ơn, chứ mà bây giờ bắt mình bảo hành trên đó thì mình không làm được. Nhớ một điều đó là trên Shopee mình có bán thùng shop á, anh em có thể mua thêm thùng shop để tăng khả năng, tăng đi bảo quản tốt hơn đó. Và cái thùng shop đó mình mua thì tới lúc mà mình xài thì mình vẫn xài được cái thùng shop đó, mà mình đâu có mất gì đâu. Thùng shop mình bán cho anh em trên Shopee là thùng mới 100%, thùng mới 100%, và giá đó hiện tại mình đang để cho giá tượng trưng thôi, chứ thật ra mình mua cái thùng shop là giá nó cao hơn. Và chưa kể đến trường hợp là anh em mua những cái đơn hàng lớn á, thì một cái thùng shop ở đâu đựng đủ đâu, mình phải tự bỏ thùng shop của mình ra để mình đóng hàng cho anh em, đúng không ạ? Chứ đâu phải là cái đó chỉ là giá tượng trưng thôi, anh em hiểu giúp mình. 20k một cái thùng shop là giá tượng trưng thôi. Rồi thôi, ok, bây giờ chúng ta sẽ có một số dòng thì mình quay sơ cho anh em xem. Anh em muốn xem và tham khảo dòng khác thì xem vào clip ngày hôm qua. Ok, không quay. Đây là hàng Hóc Môn mình đang khuyến mãi trên Shopee. Đó, những con này mình nói là những con này giá thị trường là từ 300-400k một con. Mình sẽ sale mạnh luôn, chỉ còn 100k đồng giá, 100k đồng giá một con. Đây có một con phân Siret U rất là ok. Đó. 100k một con thôi anh em mà bung rất là đẹp luôn. Đây là những con là coi Hóc Môn đang rất là thịnh trên thị trường, rất là đẹp, anh em nhìn màu sắc nó đúng không ạ? Rất là nhiều màu sắc và hoa văn trên thân. Chỉ với 100k chúng ta sở hữu được con cá rất là đẹp như thế này. Và mình có ship code trên Shopee luôn. Không biết của nhà có nhà hay sao. Đó, ship code trên Shopee cho anh em luôn. Mấy con này nãy giờ mình mở ra lâu quá rồi nó kè, nó không còn kè sung nữa. Đó, nó kè bung ve rất là đẹp. Này Butterfly. Này ghê, không Butterfly. Butterfly là cái đuôi nó sẽ mỏng và không có màu, cái viền đuôi phía ngoài á tạo nên cái vẻ rất là thước tha cho con cá. Ủa mình muốn kia còn nữa. Đây là coi tiếp tục là coi. Trong đây là mình có một con là này, nó là Fancy Hóc Môn. Đó, màu sắc rất là lè lẹt. Cũng đồng giá 100 luôn. Rồi trước mặt chúng ta là full gon, hàng full vẩy và lên tay bơi. Tất cả mình quay đây là máy cho anh em xem. Nói chung full gon là mình đã nói về chất lượng á, thì giữa hàng đẹp với hàng thường nó khác nhau con máy là nhiều rồi. Đó là phải không, vẩy full hết, đang quay không dùng đèn, dùng ánh sáng nắng trực tiếp. Đó. Đây. Đó, rất là đẹp. Mình chỉnh nó bớt sáng lại cái chói quá. Full hết vẩy nha anh em. Đây, máy rất là đẹp luôn. Thì tùy do điều kiện máy này máy lên tay bơi thôi. Đó. Nhưng mà anh em nuôi ok thì sẽ lên vẩy rất là đẹp như vậy, thấy chưa? Rồi thêm chất lượng nước và ánh sáng nữa thì cái tay bơi sẽ lên dày màu hơn. Tùy giờ từng anh em điều kiện khác nhau. Thì hàng này mình sẽ khuyến mãi chỉ còn 100k một cặp thôi. Trên Shopee mình sẽ đăng cái hàng này luôn. Thì anh em click vào cái phần full gon. Đó, mình sẽ đặt tên là full gon ngày hôm nay ngày mấy á, ngày 3 tháng 2 hay nay ngày 2 không ta? Full gon ngày 2 tháng 2. Mình sẽ gửi clip này cho anh em. Gửi dòng này cho anh em. Đó, giá trên Shopee sẽ mềm hơn một xíu nha. Nhắc lại giá trên Shopee sẽ mềm hơn một xíu, cá rất là đẹp luôn. Đó, anh em thích thì qua shop mua. Giá đang sale còn 100k một cặp.
hàng này thì trên thị trường tầm khoảng 200 trở lên. Màu rất là tươi. Rồi tiếp theo đây là mình có là Lutobus Reborn tại bờ bướm. Hiện tại đây thì mình có hai cặp. Đâu coi có hai cặp hàng VIP là 500k một cặp. Còn mấy cặp kia mình sẽ giảm còn 300. Chỉ có hai cặp thôi nha. Đây. Chói quá là em thông cảm nha. Đó. Trống tại bờ đẹp nè. Máy tại bờ bướm toàn bộ. Trống rất là đẹp luôn. Chung giờ mình không có thời gian quay sơ anh em xem thôi. Ờ cũng cá này cũng không nhớ. Trống rất là đẹp anh em. Cặp đó là 500k một cặp thì chỉ có hai cặp thôi. Cặp ở đây. Đó. Máy sẽ ưu tiên dụ anh em những con phin đẹp. Đây đều là tay bơ bướm và sắc phin hết. Hàng thường là 300k, hàng đẹp chỉ duy nhất hai cặp 500k. Đó, số lượng có hạn nha. Tay bơ bướm này thì giá thị trường 6700 900 cũng có. Đây là cho anh em xem máy. Đó, con máy anh em để cái tay bơ rất là dài. Đó, tay bơ dài đụng đuôi luôn. Đó, anh em thấy không, tay bơ rất là dài. Đó, dễ rõ nè. Đó, mình quay rõ nhất có thể rồi nha. Tay bơ bướm rất là dài luôn. 300k một cặp. Hai cặp tiễn anh em là ưng, thấy ưng mắt thì chốt lẹ mình. Hai cặp tiễn rất là đẹp luôn. Đó là hết hàng là không có nữa đâu. Lâu lâu mới ra được cặp đẹp. Đây. Dạ bạn sáng cho loa của tôi. Đó. Rồi hết bài. Chỉ có hai cặp như vậy thôi nha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo đây trước mặt chúng ta là dòng Dumbo Santa. Cái này là cái bổn màu mới. Đó. Rất là tươi anh em, tươi hơn cái bổn màu cũ. Tay bơ trắng, mình trắng, lớp là trên đầu trắng. À, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, rất là tươi nè. À, quá đẹp. Cái này là mình sẽ sell off cho anh em luôn và sẽ đăng trên Shopee cho anh em luôn. Hàng hiện tại thì chỉ có hàng Reebok thôi, hàng thường thì không có hàng. Đó, xe Reebok trước rất là đẹp nha anh em. Và đợt này mình sẽ giảm 50%, 300 sẽ giảm còn 150. 150 một cặp như vậy, Dumbo Santa quá đẹp luôn. Cái bổn này thì màu nó tươi hơn, với lại cái bổn đợt trước mình bán màu sắc đỏ với trắng rõ ràng hơn. Không, trắng với đỏ rõ ràng hơn, màu đỏ này sắc nét hơn. Rồi 150 một cặp. Ở đây có hàng Full Red Bidosa sale với còn 120k một cặp. Chống đồ vây rất ok, đang tơ đang còn bung rất dữ. Đây là máy. Cạnh ở đây là mình có mới về cái này, nó chính là cái hàng anh em đoán là dòng gì nhỉ? Đây là Lutobus. Lutobus thì dính đỏ. Thì mình sẽ sale mạnh cho anh em cái dòng này luôn. Rất là đẹp anh em, nhìn miễn đỏ là rất là đẹp nha. 20k một con. 20k một con. Bên đây là đồng đỏ Indo luôn, cũng 20k một con. Đó, anh em nào thích chơi về sưu tầm thì quốc hai dòng này chỉ có 20k một con, cá cực kỳ đẹp luôn. Bên đây là mình có Will Coi. Đó, Will Coi Gen Reebok. Thì hàng này mình sell nhanh còn 50k một cặp thôi Will Coi luôn. 50k một cặp Will Coi. Đó, nói chung là cá đồ rất là ok, rất là nhiều nên phải có lựa chọn. Hàng này thì nếu anh em thích về ghép lẻ có máy á, thì mình sẽ ghép cho anh em với máy của thằng Abino Hyperos. Thì mình sẽ khuyến mãi luôn cho anh em là máy của nó là 20k một con luôn. Nhưng mà máy khác nha, chứ không phải là máy của Tobas nha. Đó, mà vẫn sẽ đẻ ra đỏ như vậy. 20k một con luôn. Anh em thích máy dòng này thì quất luôn 20k một con. Rồi ngày mai mình sẽ xả full red này. Đó, full red này, full red Gen Reebok nha. Với giá là 20k một cặp. Mình xin nhắc lại full red Gen Reebok với giá là 20k một cặp nha. Đó, đỏ tươi.
và chắc chắn ngày mai chắc hết hàng luôn rồi đó. Anh em nào cần thì tranh thủ qua lộ lẹ, máy ở phía dưới đó, máy ôm chứng âm bầu rồi, sai là sai cỡ 2 tháng 2 tháng rưỡi. Gen ri bông nha, có nhiều trống có ri bông luôn nè, hết thì bắt 20k anh cặp là giá chỉ có trong dịp cuối năm này thôi đó. Còn đây full red xịn, để tắt đèn cái. Rồi hai anh em đang xem video của Bot Cupé Channel, trước mặt chúng ta đây chính là dòng rồng xanh. Rồng xanh vẫy đồ, form đồ rất là đẹp, đuôi rất là to luôn. Đây rất đẹp nha anh em. Mới về. Hàng mới về vẫy lên full tận đầu. Rất đẹp luôn. Hàng này giá là 200k một cặp, nhưng đợt này là Tết rồi, khuyến mãi nhanh gọn lẹ. 100k một cặp và mình sẽ đăng hàng này lên Shopee luôn, anh em có thể mua trên Shopee. Đuôi rất là to luôn nha. Đuôi rất là to, rất là đẹp luôn. Form thôi anh em thấy không, vẫy lên đỉnh đầu. Rất là đẹp rồng kia, bộ rồng xanh này. Đó, nhìn như cá nhập luôn nha anh em. Quá phê luôn. Chỉ 100k một cặp là nên sở hữu cặp rồng xanh này. Và trên Shopee ship tận mồm với thu cốt luôn, không cần chuyển khoản, không cần gì hết. Quá đẹp, đuôi rất là to, hoa văn tiết rất là đẹp, chỉ 100k một cặp. Vâng, và tiếp tới đây là chúng ta đến với lại full gold event của đợt này. Đây, tươi rối luôn nha, vẫn giá như xưa, vẫn cá lại chất lượng, là có thể là bài này lượng thấy ok hơn luôn. Rồi vẫy lên full lớp kính đầu, tất cả là trống, tí quay máy cho anh em xem, cực phẩm luôn. Và giá của đợt sale lượt này là 100k giảm còn 50k một cặp, xin nhắc lại nha, 100k giảm còn 50k một cặp thôi ạ. Rất đẹp. Rồi tiếp theo đây là Dumbo. Dumbo Red Tide đợt này sẽ khuyến mãi còn 50k một cặp. 50k một cặp, combo 5 cặp là 200k. Đó, bán rất mạnh mẽ luôn, sale mạnh luôn. Trên Shopee có bán hàng này luôn nha. Dumbo Red Tide.